Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến hoàn cảnh gia đình chị Phạm Thị Năm ở khu phố Vĩnh Phước, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, ai cũng xót thương. Người chồng làm nghề thợ xây để kiếm sống, chẳng may bị tai nạn lao động rơi từ tầng 3 một ngôi nhà, dẫn đến bị gãy cuộc sống và phải nằm liệt giường, khiến cuộc sống gia đình chị vô cùng khó khăn. Là lao động chính, là người đàn ông trụ cột của gia đình. Nhưng giờ đây, anh Nguyễn Văn Thái, chồng chị Năm phải nằm một chỗ. Từ ngày anh Thái bị tai nạn, chị phải dành nhiều thời gian ở nhà để chăm sóc cho anh, từ việc ăn uống đến vệ sinh cá nhân. Vốn liếng tích góp được từ công sức lao động, anh chị đã xây được mái nhà để che nắng, che mưa. Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, niềm vui chưa được hưởng trọn thì tai nạn ập xuống quá bất ngờ, khiến cuộc sống trở nên bế tắc. Giờ đây chị phải thay chồng gồng gánh tất cả mọi việc từ nhỏ đến lớn trong gia đình. Đã có lúc tưởng chừng như kiệt sức, nhưng chị Năm vẫn gắng gượng để động viên, an ủi chồng và lo cho các con. Dạ em chào chị ạ. Chị hiện tại thì bệnh tim Nguyễn Thái như thế nào ạ? Chị nằm bệnh viện là 2 năm rồi. 2 năm dài rồi. Dạ. Đến 3-4 năm sau thì em về đem về già thì chăm sóc nuôi. Thì ông ẹ để bưng bê nữa. Thì cái này cái nọ mọi việc là chị ngái mết. Dạ. Như con cái thì phụ giúp cái chị đó thì giúp người. Chứ chạy cái nữa thì con được cái chị mẹ chứ con thì anh làm được. Dạ, bao nhiêu cực giọt chứ mẹ làm thì cho con vợ với cái vợ với cái đau ổn cũng biết làm răng hết. Nhưng giờ mình ngoài mình núi rồi tự chăm sóc. Em hai đau hai ổn, người em chưa đủ bệnh. Dạ, vậy có nghĩa là bây giờ là anh đang còn bị gãy cuộc sống và phải nằm liệt giường vậy không? Dạ, nằm liệt giường chỗ rồi chứ nẹp với con để đúng, họ vẫn lấy được. Dạ. Dạ. Chứ dạ. Liệt rồi về để rửa cho lấy ra rồi đi ngủ căng đau nữa. Chứ bà mở đúng rồi. Nói chứ cái bệnh khó lắm. Bà dạ. mở chứ từ mổ nó lại khó. Chứ phải để lưu được luôn chứ không biết làm răng hết. Dạ. Dạ. Có nghĩa là cái thời gian mà chạy chữa cho anh là trong không phải 2 ngày, 2 năm đâu là phải mình phải đi qua viện. 2 năm đâu phải qua viện. Dạ. Cái tiền bạc cũng có mà chạy vô ra thì xe gù. Có, yeah. Có khả năng khi nợ trong bì thì đi xin nội ngoại chứ đi xin chạy chữa chứ cái tiền bố em mới làm ra sống cái trong bì á. Với cái thời gian lâu như vậy mà chị phải chạy chữa cho anh thì chắc chắn là cái số tiền chạy cho anh thì cũng rất là nhiều vậy. Yeah. Đó tiền đó em vay bờ của nhà nước với ba con là 40 triệu. Yeah. Giờ chứ biết làm răng hết. Trả cũng có khả năng mà trả, chứ chạy ăn trong ngày cũng đủ nữa chứ. Dạ. Chứ lo nữa. So với những cái người phụ nữ khác thì họ có điều kiện, tuy nhiên là chị bây giờ phải chăm sóc của những người chồng đau ổn cũng như là lo cho ba đứa con nữa, thì chị có suy nghĩ cũng như là cảm nhận như thế nào ạ? Thì em biết làm răng hết, thì chồng em thì bị rửa thì em phải cố gắng bươn lên thì cuộc sống thôi. Chứ biết làm răng hết. Cái số phần em nữa thôi chứ em phải bươn lên thì lo cuộc sống của gia đình thôi. Dạ, về với những cái khó khăn như thế thì chị có cái niềm mong ước gì không ạ? Mong ước thì cho chồng em khỏi đau khỏi ốm, em khỏe khỏi đau để đi làm. Dạ, đau đừng cũng để em đi làm đi thôi, cho lo cho con cho cái. Cuộc sống mưu sinh lênh đênh trên sông nước rất vất vả, lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là đối với người phụ nữ yếu đuối như chị Năm. Chiếc ghe nhỏ và vài dụng cụ đơn giản là phương tiện để kiếm sống cho cả gia đình. Không dám đi xa, chị Năm chỉ quanh quẩn ven bờ kiếm vài con cá, mớ tôm, mớ tép, kiếm tiền mua gạo từng ngày. Bất kể mùa hè hay mùa đông, trời mưa hay tạnh, chị Năm vẫn cặm cụi, cẩn mẫn với công việc của mình, bởi nghỉ ngày nào là đói ngày đó.
cậu con trai đầu Nguyễn Văn Bình mới 15 tuổi đã bỏ học mấy năm nay để ở nhà phụ mẹ kiếm tiền lo cho ba và hai đứa em. Dạ, để xem thành quả hôm nay của hai mẹ con như thế nào nè. À, như thế này thì có được nhiều cả không hả chị? Ít. Làm thời tiết thì họ có nghề, có nghiệp họ làm nhiều cho miếng có nghề á. Dạ. Và làm ít thì chắc muốn ăn đến nảy rồi thôi, có không? Dạ, về mỗi lần mà chị đi bắt cá như thế này về thì chị bán được bao nhiêu tiền ạ? Mới đi 15-20 ngàn rồi, cá rồi thì may được 40-50 ngàn thôi mẹ. Yeah. Thì đủ mua gạo, mua rau rạng với ăn nữa, tối ngay nữa. Dạ, về với cái số tiền mà chị bán được sau mỗi lần bắt cá như thế này thì có đủ trang trải những sinh hoạt hàng ngày cho gia đình mình không ạ? Dạ, không đủ. Làm mình đi thiếu ngược thiếu suối rồi làm chứ chứng đi cá răng mà đủ. Yeah. Ăn trong ngay được. Mình đi giống chứng kể chi ăn đắt. Mà làm thì cũng có. Đang mua đủ ăn trong ngay nữa thì cái rau với rạng hoặc cái mua chục ngàn gạo chứ rãn cả ngày đi. Thì yeah. Chỉ mua cái thiểu thì chạy thì mượn váy cũng thì đi làm nữa. Yeah. Chạy mượn ba để làm thì đủ mán. Dạ, cực lắm. Dạ, em được biết là cái công việc của hai mẹ con bắt đầu từ lúc 10 giờ tối cho đến buổi sáng phải không ạ? Dạ. Thì chị có cảm thấy vất vả với công việc vả này? Vất vả mưa mua giỏ này mẹ con đi làm nữa. Dạ. Cực. Thì phải đi làm mà ăn chứ không mình răng. Vì là một cái người phụ nữ mà phải lên đến trên sông nước đêm hôm như thế thì chị có cảm thấy sợ không ạ? Sợ chứ, sợ phải cố gắng đi làm cho chứ biết chứ ai con thì con gió. Dạ. Biết làm răng. Giống thì đấu, thì chủ vẫn như nữa thôi em biết kêu ai nữa. À, bên này chị được biết là bắt đầu từ 10 giờ đêm cho đến sáng thì em phải phụ mẹ đi bắt cá để mà kiếm lấy tiền phải không? Dạ. Vậy thì cái công việc này so với em có vất vả không? Dạ có, đâm mưa đâm nặng rồi. Phù mà vất vả con nuôi em ăn học nè. Ừ. Em phải nghỉ học để con phù mà đi làm nuôi em. Chị, vì với cái cuộc sống gia đình mình vô cùng vất vả như vậy mà em phải nghỉ học vậy thì em bây giờ em có muốn đi học không? Dạ có chứ. Chứ em muốn đi học cũng có ai phù mà đi làm hết. Cho nên em phải nghỉ để phù mà đi làm để nuôi hai để em đi học sau. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, sau khi hoàn cảnh của chị Phạm Thị Năm được giới thiệu, chúng tôi, những người thực hiện chương trình đã rất nỗ lực kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân tổ chức có tấm lòng hảo tâm dành cho gia đình chị những món quà ý nghĩa. Và sau đây xin được mời chị Phạm Thị Năm đón nhận những tình cảm và chia sẻ của mọi người. Trước hết, xin được thay mặt cho công ty Mazda Quảng Trị trao cho gia đình chị số tiền hỗ trợ là 2 triệu đồng. Tiếp theo, xin được mời chị Nguyễn Hồng Hải, chủ tịch phụ nữ thành phố Đông Hà lên trao sự hỗ trợ cho gia đình chị. Tiếp theo, xin được thay mặt cho công ty Delta Vina Quảng Trị trao cho gia đình chị số tiền hỗ trợ là 1 triệu đồng. Xin được thay mặt cho ông Nguyễn Anh Dũng, giám đốc văn phòng tổng đại lý AIA tại Quảng Trị trao cho gia đình chị số tiền hỗ trợ là 2 triệu đồng. Xin được thay mặt cho ông Phan Văn Vịnh, phó giám đốc công ty điện lực Quảng Trị trao cho gia đình chị số tiền hỗ trợ là 500.000 đồng. Xin được thay mặt cho anh Nguyễn Quốc Thủy, đài phát thanh truyền hình Quảng Trị trao món quà hỗ trợ cho gia đình chị. Thưa quý vị và các bạn, mọi sự đóng góp hỗ trợ từ phía quý vị cho dù là nhỏ nhất sẽ phần nào động viên và giúp đỡ gia đình chị Phạm Thị Năm vượt qua những khó khăn hiện tại, vươn lên trong cuộc sống. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng khi chương trình này được phát sóng thì quý vị sẽ dành nhiều hơn những sự quan tâm giúp đỡ dành cho gia đình chị Phạm Thị Năm. Một lần nữa, xin được chân thành cảm ơn tấm lòng của tất cả quý vị. Tiếp nối hành trình kết nối yêu thương số tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu hoàn cảnh của em Hồ Văn Đào ở xã Ba Nang, huyện Đắk Cờ Rông. Hiện nay, Đào đang theo học tại trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Ba Nang, huyện Đắk Cờ Rông. Em Đào mồ côi cha từ nhỏ, bản thân em lại bị khuyết tật bẩm sinh. Giờ đây càng lớn, đôi chân của em càng teo nhỏ nên việc đi lại hết sức khó khăn. Mong muốn lớn nhất của em Đào là được phẫu thuật chỉnh hình lắp chân giả
để Đào có thể gắng sức theo đuổi ước mơ trở thành thầy giáo, được đem cái chữ giúp các em nghèo trên thôn bản. Rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ hoàn cảnh của em Hồ Văn Đào.